Kế toán doanh nghiệp sửa chữa ô tô sẽ bao gồm cả hoạt động thương mại, bao gồm bán các phụ tùng và hoạt động dịch vụ, cụ thể là dịch vụ sửa chữa xe. Khóa học dành cho các bạn kế toán đang làm trong mảng sửa chữa ô tô, xe máy, muốn hiểu rõ hơn về công việc và các nghiệp vụ liên quan, đặc biệt là trong việc hạch toán. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học, hướng dẫn cho các bạn về việc thực hiện khai báo, cập nhật số dư chi tiết đầu năm, phân tích mối quan hệ giữa báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang, phân loại các hóa đơn, cách hạch toán các chứng từ và định hướng kiểm tra được các hóa đơn hợp lý và không hợp lý. Đối với mua nguyên vật liệu, mua hàng hóa, công cụ, dụng cụ và tài sản cố định, phân loại các hóa đơn mua vào để đưa vào các chi phí cho phù hợp, xử lý các phát sinh trong công ty sửa chữa ô tô để giúp các bạn đúc kết và có nhiều kinh nghiệm. Thực hiện việc tính lương, trích bảo hiểm xã hội và các mẫu hợp đồng hồ sơ đối với người lao động để ghi nhận vào chi phí hợp lý, xử lý các chênh lệch giữa kiểm kê thực tế so với sổ sách, lập báo cáo kiểm tra về các khoản chi phí trước khi thực hiện việc tính giá thành, hướng dẫn thực hiện việc lập các báo cáo tờ khai thuế phải nộp, bao gồm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, bao gồm thuế môn bài phải nộp đầu năm. Và cuối cùng là kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán và chia sẻ những kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế và những kinh nghiệm trong mảng dịch vụ sửa chữa. Trong khóa học của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình trên trang web ketoanviethung.com. Trong nội dung của khóa học sẽ được chia theo từng phần, từ việc khai báo dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh và cách xử lý cho đến khi lên báo cáo tài chính, trong mảng dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng. Để xem được nội dung của các phần, các bạn sẽ nhấn chọn theo từng phần và nhấn xem nội dung. Trong mỗi phần của khóa học sẽ là các chứng từ hóa đơn và mỗi chứng từ hóa đơn sẽ là các video hướng dẫn chi tiết về các nghiệp vụ, cách hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.